Jenny thu nhập khủng, sở hữu loạt biển quảng cáo khổng lồ. Suốt khoảng thời gian dài hoạt động, Jenny thu về loạt hợp đồng quảng cáo xa xỉ. Những sản phẩm của nữ idol diện đều nhanh chóng cháy hàng. Điều này giúp Jenny được công chúng gọi là nữ hoàng quảng cáo. Đáng nói, nữ idol nhà YG còn nhận về sự yêu ái của các ông lớn. Cô sở hữu loạt biển quảng cáo khổng lồ ở nhiều nơi trên thế giới. Mới đây, người hâm mộ háo hức khi nhìn thấy biển quảng cáo khủng của Jennie cho thương hiệu nước hoa Tambourine Perfume tại Seoul. Hàn Quốc, điều này cho thấy độ yêu ái của nhãn hàng dành cho Jennie. Bên cạnh đó, người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp cuốn hút của Jennie. Cách đây không lâu, Calvin Klein tung loạt ảnh của Jennie cho campaign mới. Đáng nói, nhà mốt đã đặt biển quảng cáo khổng lồ tại thành phố New York. Khi có lịch trình sang xứ sở cờ hoa, Jennie cũng tranh thủ lưu giữ kỷ niệm cạnh bức ảnh khủng của mình để bày tỏ niềm tự hào. Những tấm biển này trở thành địa điểm thu hút công chúng lẫn người nổi tiếng đến chụp ảnh. Trước đây, Jennie nhiều lần gây sốt nhờ sở hữu nhiều tấm biển quảng cáo lớn ở trời Tây. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, nữ idol ghi nhận kỷ lục mới khi là người Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên biển quảng cáo huyền thoại tại New York với tư cách đại sứ toàn cầu của Calvin Klein. Ấm nhiều hợp đồng quảng cáo đắt đỏ, Jennie trở thành nữ thần tượng có mức thu nhập cao trong giới giải trí. Những nhãn hàng Jenny từng hợp tác có thể có thể kể đến như Sanen, Hera, Dashing Diva. Bên cạnh đó, nữ idol còn kiếm thêm thu nhập từ việc làm đại sứ cho các thương hiệu lớn. Mức lương đại sứ của cô lên đến 60.000 đô la Mỹ, tương đương 1,4 tỷ đồng mỗi năm. Vào năm 2020, YouTuber Cookie Elite phân tích rằng main rapper Blackpink có thể kiếm được hơn 186 tỷ đồng trong một năm. Nhờ thần thái thu hút cùng khả năng bắt ảnh tốt, Jenny được các nhà mốt chọn mặt gửi vàng, cô nàng dần khẳng định vị thế của mình ở nhiều lĩnh vực, việc sở hữu nhiều tấm biển quảng cáo, khổng lồ là điều cô cùng fan cảm thấy tự hào.